Xin chào quý anh chị quay trở lại với kênh của chương nha. Kính chúc quý anh chị có một ngày bình an, vui vẻ và làm việc năng suất hiệu quả nha. Hôm nay em về thêm focus cho anh chị nè. Cho anh chị đang tìm chiếc xe phân khúc C trong tầm giá 450 mà đặc biệt thích cặp giác lái đầm chắc cứng cáp của xe Mỹ thì anh chị tham khảo xe này nha. Đây là Ford Focus máy 1.5 số tự động đời 2019. Xe này là bản trên anh chị, bản trên là bản thấp đó. Nó sẽ thiếu option hơn là bản titanium ha. Nhưng mà máy thì nó như nhau anh chị. Đều là máy 1.5, động cơ EcoBoost. Động cơ EcoBoost là động cơ đoạt giải của năm anh chị. Chạy rất hay luôn, mượt mà. Và xe này tinh chỉnh hệ thống kim phun và ga anh chị. Gần như là không có độ trễ chân ga luôn. Đạp rất là thích luôn. Đây anh chị nhìn nước sơn nè. Còn rất là đẹp, liền lạc. Bóng bẩy lắm. Đây, Focus, một chiếc xe phân khúc C. Đầm chắc cứng cáp và lái rất hay luôn. Phía sau là có cảm biến. Xe này bảo dưỡng ở Ford Bến Thành thế nha anh chị. Đây, dàn chân màu đen nhìn nó cứng cái xe lắm. Xe trang bị 4 phanh đĩa. Đầy nội thất anh chị nhìn nè. Chàng ơi còn rất mới luôn. Còn cực kỳ căng luôn anh chị. Đó, nội thất màu kem. Trần sạch sẽ. Xe này có đèn nội thất, có lót sàn hết rồi. Và anh chị để ý nè. Cái cửa của xe Focus á, là một trong những cái cửa mà dày nhất luôn á. Rất chắc. Đầm chắc lắm. Xe này dàn đồng nó chắc nên mình đi tốc độ cao anh chị, cảm giác rất an toàn luôn. Và ga nó nhảy chạy rất là thích luôn. Đây, vô lăng cần số còn rất mới. Xe này lăn bánh được 61.000 cây số nè anh chị. Đây anh chị nhìn táp lô nè. Gần như là không có một vết trầy luôn. Đây ghế bên phụ nè anh chị. Đây cần số nè. Vô lăng nè. Rất mới đúng không? Đó. Xe CD zin theo xe, chưa có màn hình nha anh chị. Anh chị có điều kiện thì lên cái màn hình Android. Đó, nghe nhạc, lướt web, xem phim được thoải mái. Ở máy móc hộp số, hồ sơ pháp lý thì công ty sẽ cam kết rõ ràng cho anh chị ha. Quan trọng là anh chị có thích mẫu này hay không thôi. Còn về chất lượng pháp lý thì em sẽ cam kết rõ ràng rồi. Anh chị yên tâm ha. Đây anh chị nhìn trá đèn nè. Còn rất là sáng đẹp. Đó. Rồi để mở kho máy cho anh chị xem nha. Dạ đây máy xe nè anh chị. Máy 1.5 EcoBoost. Động cơ rất nổi tiếng của Ford. Đây anh chị nhìn từng chi tiết máy nè. Còn rất mới luôn. Máy móc mà nguyên zin hết anh chị. Xe này bên em đã bảo dưỡng xong hết rồi. Thay nhớt, lọc nhớt, chăm sóc xe sạch đẹp tươm tất. Và chắc chắn thì chất lượng sẽ tốt nhất cho anh chị. Đây anh chị nhìn từng chi tiết máy nè. Còn rất mới đúng không? Đó, chỉ có 446 triệu thôi anh chị. Anh chị có chiếc xe phân khúc C đầm chắc cứng cáp và chất lượng được công ty cam kết rõ ràng. Rồi, anh chị quan tâm xe này liên hệ Trương nha. Qua số điện thoại là 0972 60 8010 hoặc là 0707 272707. Đăng kiểm đường bộ tới tháng 3 2026 là anh chị, còn rất dài. Nếu như anh chị có xe muốn cáp đổi, muốn lên đời hoặc là biết người quen để bán xe thì giới thiệu giúp em nha. Em đang cần mua thêm nhiều xe đó. Nếu như chị có xe chuẩn chỉ, chất lượng, không đâm đụng thủy kích mà giá hợp lý thì em sẽ thu hết. Rồi, cảm ơn chị xem video nha.